Chào cả nhà. Chào cả nhà. Sáng nay ông anh ông rủ đi đi đổ vớn Vớn độ là thăm lưới. Vớn độ là thăm lưới luôn hả? Tụi vô của chứ. Thôi bây giờ mình mời cả nhà cùng đi với hai anh em ha. Rồi đi. Đi thôi. Rồi. Xuống rồi cả nhà. Ông anh ông lên clip rồi ông trồng chuối ở dưới sông ông mua cá. Này. Bao la luôn. Giữ dần đi đó chú của ông anh ông chồng ấy nha. Đây này là mới đi mới có hai bờ thôi, còn bị bên kia nhiều lắm, ba bốn cây số đi vòng khúc trên kia thì ảnh trồng đường tràm tùm lên tới ảnh quay cho cả nhà xem nè. Đấy, giờ hai anh em biết bao lâu mới lên tới vườn tràm nha. Đó, tràm đó. Đây, vườn tràm đây. Quá đã. Ba năm, tràm trồng 3 năm mới lớn. Màu lớn ha. Ừ. Các anh qua tới đây luôn. Sắp này của ông hai chậu. Sắp bên đó ha. Ừ, ngon quá. Là đặc chính là giới thì im quá trời, quá đẹp. Cảnh tượng này nhớ mấy chục năm về trước ở quê em bển, giờ bển đâu còn đâu. Quá đẹp. Này mình không có live cam nha nhà, có live cam mình bay lên trên đẹp lắm. Mình quay bằng máy quay không. Ôi trời, bao la luôn, đã thiệt chứ. Cái này là mình đi thăm cái gì trước anh? Đi thăm lợn. À, đi thăm lợn. Không nghe nhà thấy không? Đi luôn. Như hồi xưa mà ở dưới quê mình làm ruộng, bây giờ quê mình không còn nó đâu. Mình giờ còn làm nuôi tôm không? Tới hai nút. Rồi. Con con nào không nữa? Ô, cá gì? Sặc. Cá sặc, cá sặc im, cá sặc đó mà khỏi tiêu một cá. Chú mà đó ở quê em không ăn mà bây giờ bên đây ta ăn được cái nút ngon lắm. Ừ, đó ăn có đâu có được đâu. Ừ, tới chưa đặt lại cái này à. Đặt lại cái nãy mình dở nãy đấy ha. Đó à, có đặt không mồi vậy hả? Không mồi này mà anh nấu cái mồi anh bỏ vô nó chạy dữ lắm. Đặt chứ nó cũng lờn rồi. Đúng rồi. Họ cái trời dữ lắm. Vậy hả? Ngày mấy giờ mưa rồi hay vậy? Không mưa đâu, giờ nghỉ rồi. Này bỏ đặt đi, nó sợ dội. Biết nó cũng nhát ha. Nói chung mình đi đến đâu thì địa phương đó anh em đó hỗ trợ mình thôi, chứ mà mình đi có một mình rồi. Mình chưa có nhóm đâu. Sau này cái kênh mình ổn định rồi, bắt đầu mình mời các anh nào mà cả nhà thích anh nào đó thì mời nhóm đó đi với mình. Bây giờ cái kênh mình cái đó không có. Kênh mình đi, bây giờ mình mới đi một mình thôi. Mình đi đến chỗ nào anh em ở địa phương đó hỗ trợ mình đi quay, hoặc là nói chung là hỗ trợ hết mình đó. Yeah.
này được chúng chúng này đặt á. À, trời ơi, trời. Ok, vô là em coi. Ô, cái lò này bộn quá, bộn quá. Cái sạc xong rồi cả nhà đi anh ông đặt cái sạc nó lấy màu giờ về thảy vô trong cái khu vườn ngỗ trong đó cho cá lóc ấy rồi. Cá lóc anh cũng là cá lóc tự nhiên hả anh? Cá lóc tự nhiên, lóc độc. Dạ. Ở ngoài này thì anh đi nhấp đi thuộc là nhiên, còn cá này thì ngoài này tuyệt đối là không, không có nuôi. Tự nhiên mà cái đồng bao la mênh mông rồi nè, mình ai muốn đi kiếm gì kiếm, không ai ra gì hết. Tôi đọc cách đặt lời đơn giản thôi, đặt không chứ không có mồi mài chứ. Rồi hai anh em đi thôi. Ồ, giờ đây hết hết nghe, nghe cái mùi năng bọt nghe cũng đã. Ồ, im im. Cái này mà có con cầu cắm á. À im ạ. Nhìn ra nè. Không để. Giờ mấy anh em xuyên qua đồng rồi qua gần. Chút xíu là tán liền chứ không nói nào. Lụm liền. Mất rồi, lạc hết đồ. Suy nghĩ lại đi. Đây đỡ đặt thôi chứ không có ai mà phá. Bởi vì anh em đâu biết. Đỡ gì. Ồ, rồi bên đó lúa chín gì đây, lúa chỗ gai nút. Đó, chỗ. Em một bên chỗ, một bên sẽ sẵn xạ hả? Ừ. Hả thiệt. Đây nè, cả nhà, gần đây nè, rồi năng này, còn bên kia thì rượu, ôi tùm lum hết. Cả thiệt. Thôi rồi, tới lạp ha. Tới lạp. Dở. À. Dưới nào. Cá lóc hả? Ồ, im. Cá lóc hả? Im. Học chú. Thì có cái gô nữa. Lọc nó chạy quá. À. Út, nghe ra luôn. Ui. Mình lập này anh mua hả? Làm nhà? Làm ơn. Đó thì trời, dấu quá ta. Nè, chính rồi. Vô không? Được rồi. Nhớ đặt trong mình chàm rất là ok luôn. Không biết sao được. Đường cái mùa nó cũng tháng 9 tháng 10 rồi, dính đường nhé. Dính đường hả? Cá con. Ồ. Cá con. Dạ. Được. Cậu dính cá là im nè. Có nào nó dính cá lóc, cá chê được không anh? Cá lóc, cá chê cũng dính hết chưa? Dạ. Yeah. Nói chung là kính thưa các loại nó vô là dính lắm phải không? Vô dính. Gắn bít chịu, còn vô gắn chịu. Một cái đầu tiên. Cái giác này cũng có mũi này, hàng vậy trong gần vừa phải à. Dở rồi, chưa? Chưa. Không phải dở đằng kia, đằng dở lại được nữa hả? Trường lớp rồi bạn ơi. Ôi, cá con ha. Cá con. À. Đặt làm mẹ biến quá. Bỏ. Không đó hả? Ừ. Đặt lại ha. Đặt lại.
cái cảnh rừng quá trời rừng. Cái này khoảng bao nhiêu năm nữa mình khai thác anh? Đó bây giờ có ai mua là bắt đầu là bán tới là tới tủ nó gì đó hả? Ừ dạ. Ồ quá trời quá đất. Nên cừ à, cừ cừ phải anh chở cừ bán cho mình đi ấy đó phải không, đi làm nhà nè đúng không? Đó cừ cừ là cừ bộ là làm cột đó mà ít à. Dẫn cừ năm là nhiều quá đi lớn cái đồng rừng cũng rừng cũng lớn lắm ra cái này cũng trồng đâu mười mấy công rừng ra cả nhà rộng lắm cái lùng là người ta cốt hai ba quận mới được lên cỡ này này đó ha. Ừ, hai một ba quận rừng một bên chuối nè cái lùng nữa đây nè cái lùng ngọc hoàng đó mà ta cốt hai ba đợt mới gầy lên được cái bọ đất không đất, cao đất quá chủng ha lùng bị phân nè dạ. Đất nó thấp nhìn hết rừng quá trời quá đất tính rừng. Cái rừng bao la luôn. Ôi ấy nó quay quay sát sát lại ông gì biết. Ô là mẹ thấy ham không? Bữa vậy mình dướng nữa không có gì đâu gì hả. Ờ có bữa là dở dùng có 10 cái lờ mà hai xô này nè tại cái cá hả cá đó đem lần hai xô theo dạ còn dớn đó là có hổm là mưa nó dở một lần một cái là nửa xô rồi nè cá đó hả cá ờ cắt loại cá luôn hay gì cá loại cá cá bự cá nhỏ cá con đủ thứ dạ ham trời nắng lại nó không đi ít dạ. Lùng này trong lỏng để giờ này đặt chúng à. Luôn cái gì chứ luôn lắm bữa nào mà mình đi làm một tập đặt chúng dở cho bà con coi ha. Ừ. Đây cả nhà bây giờ anh em mình đi lộn dớn được mớ cái sạch những cái gô con những cái con cá lóc những con cá lóc rồi đấu dớn à đây đã thì chưa rồi đó. Sáng chuyến đi thăm dớn thăm lờ thăm cái lợp của anh em đã xong rồi mình cũng nãy giờ nó cũng dài lắm rồi bây giờ mình xin phép gác video lại. Rồi chào hết cả nhà. Rồi vậy đi chào hết cả nhà bạn sau mình gặp lại okay.